Chào các bạn nhé, mình làm video cuối cùng trong ngày hôm nay về chủ đề game Mobiami và Auto. Có rất nhiều bạn inbox hỏi và muốn thuê, và một số bạn cũng đã thuê rồi. Nhưng mà sau khi thuê xong thì các bạn gặp phải các cái vấn đề nó khá là đau đầu, không biết giải quyết thế nào. Vấn đề đầu tiên là các bạn thuê VPS về, các bạn bằng một cách nào đó nghịch lung tung và làm rơi mất cái VPS con này, cái VPS nhỏ nhỏ bên trong này. Các bạn bấm linh tinh cả làm mất nó, ví dụ như này là mất mất tích khỏi màn hình. Các bạn không biết làm thế nào để mở lại nó. Thì các bạn bước đầu tiên khi mà vào VPS, các bạn không nhìn thấy VPS con đâu, không nhìn thấy game đang chạy ở đâu cả, thì các bạn ấn mẹ cái nút restart VPS này cho mình, ấn nút restart VPS nhé. Rồi đây là cái nút khởi động lại VPS đấy. Sau đó các bạn đăng nhập lại VPS. Đây, đây là sau khi restart xong thì nó sẽ là khởi động lại VPS. Các bạn ấn tắt cái server manager đi nha, ấn dấu X đỏ góc này, tắt đi. Tắt cái server manager đi. Rồi, tiếp theo bước tiếp theo là các bạn phải mở lại cái VPS con. Mình đã nói là các bạn chỉ dùng auto trên VPS con nhá, không được dùng auto trên VPS mẹ. Cái VPS khi các bạn mới vào này là cái VPS mẹ này, còn cái VPS con nó chỉ nhỏ nhỏ bé bé này thôi. Các bạn nhập lại mật khẩu cho mình nha. Nhập lại mật khẩu VPS nha. Đấy, cái VPS con nó chỉ bé này thôi. Các bạn cũng tắt cái server manager đi nhá, tắt đi. Đây VPS con bé này. Còn đây, khi mở được VPS con rồi, các bạn thích làm gì thì làm. Các bạn thích mở game, mở app chính, mở app clone lên. Đấy. Các bạn lưu ý là chỉ thao tác trên VPS con thôi. Ấn OK này. App clone cũng mở ra, mở game ra. Đấy, mở game. Rồi các bạn điền vào, đăng nhập vào, rồi chọn phòng. Phòng mỗi người thì mình sẽ cung cấp cho một số phòng riêng, một khu vực riêng khi thuê VPS. Các bạn lưu ý là chỉ có úp ở phòng đấy và khu vực đấy thì nó mới hoạt động thôi nha. Mỗi người một phòng khác nhau, không bị trùng nhau đâu. Cho nên là cái này không copy được. Những ai muốn dùng trên hai máy thì không dùng được. Ai muốn thuê thì liên hệ vào fanpage của mình, chứ đừng nhắn tin vào Facebook cá nhân. Nhắn tin vào page VPS làng lá ấy. Các bạn đăng nhập vào, rồi vào đúng phòng, rồi đúng khu vực mà mình cung cấp. Khi khi bán VPS mình sẽ cung cấp số phòng và số khu vực để các bạn biết, các bạn vào các bạn treo nhé. Rồi còn những thắc mắc gì thì các bạn cứ hỏi hoặc comment ở dưới video thì mình sẽ tổng hợp lại, mình sẽ làm video hướng dẫn tiếp theo. Vì cái này là nó còn mới nên là mình không trách các bạn, mà khó không trách mình được, tại vì nó mới quá nên là khó, chưa biết sử dụng. Các bạn lưu ý là chỉ thao tác trên VPS con, trên cái VPS nhỏ bé này, bé tí này, bé xíu này, không được thao tác trên VPS mẹ nha. Chào tạm biệt các bạn. Có nhu cầu thuê VPS theo game, truy cập ngay facebook.com/vps làng lá.